Xin chào anh em, hôm nay em sẽ test chim đi Pioneer model là Veda AS8i bạc phay nhôm màu vàng chanh, điện áp 100V, công suất là 440W nha. Rồi, đầu tiên đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV nha, TV sát. Rồi cổng CD là cổng analog. Được mất ở đâu hỏi ai có bao giờ không trở về. Chứ là 7 CD đi. Hai loa chính nha, loa center, loa surround, loa playback. Rồi cổng quang tín hiệu từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa và cổng USB có thể chơi nhạc từ máy tính nha, làm sao cạn âm thanh. Cổng rear out để làm giải mã DAC.